Cảm ơn quý vị đã chờ đợi. Sau đây, Tường Vi xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn đặc biệt giữa cô Ngọc Nhung và ông Nguyễn Ngọc Lý về sinh hoạt và học tập tại trường Đại học Columbia, tiểu bang Virginia. Ngọc Nhung xin kính chào đến quý khán thính giả của đài SBTN. Và ngày hôm nay, Ngọc Nhung xin được giới thiệu đến quý vị của đài một vài lời tâm sự của một vị sinh viên đang theo học ở trường Columbia College ở Virginia. Bác tên là Nguyễn Ngọc Lý. Xin bác Nguyễn Ngọc Lý gửi lời chào đến khán thính giả của đài SBTN. Xin chào tất cả quý khán giả đài SBTN. Xin chào cô Hồng Nhung. Dạ vâng. Thưa ông, có thể nói một cách vắn tắt đến khán giả của đài SBTN về một tí tiểu sử của đời ông được không? Dạ. Tiểu sử đời tôi thì nó dài lắm. Dạ. Cho nên không thể nói hết ra đây được. Có thể tóm tắt là tôi qua đây được 6 tháng. Dạ vâng. Và nay tôi đi học ở trường Đại học Columbus về Anh ngữ. Dạ. Ngọc Nhung được biết là ông rất là giỏi tiếng Pháp mà, và ở bên Việt Nam ông cũng đã từng là một nha sĩ. Và cái hôm gặp ông ở trường Đại học Columbia đó thì Ngọc Nhung cảm thấy rất là vui vì xin lỗi ông Nguyễn Ngọc Lý, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay tôi được 75 tuổi. Đó, Nhung nhìn ông thì Nhung không thấy là tưởng là ông chỉ mới khoảng 60 thôi. Nhưng mà thật là một sự cảm phục đối với ông là vì ông đã tới tuổi 75 rồi mà hôm Nhung gặp ông ở trường Columbia College. And then với một cái sự rất là chăm chỉ học hành và muốn được vào để học, thì sau khi tiếp xúc với ông đó thì ông xin ông nói về vấn đề học vấn của ông ở trường Columbia College được không ạ? Chúng tôi rất sung sướng rằng khi qua Mỹ thì chúng tôi không ngờ rằng cái tuổi của tôi 75 mà được đi học, không những thiết tha đi học mà nước Mỹ lại khuyến khích cho chúng tôi đi học bằng cách là giúp đỡ bằng học bổng, làm cho chúng tôi như tìm lại được cái nguồn sống mới. Dạ vâng. Dạ, cái hôm vừa rồi thì trường Đại học Columbia có mời Ngọc Nhung tới để dự một cái buổi gọi là talent của học trò đó. Vâng. Thì Nhung được chứng kiến là ông Nguyễn Ngọc Lý đã thổi harmonica cái bài Christus của Chopin, phải không ạ? Vâng. Rồi ngay người vợ của ông Nguyễn Ngọc Lý là đã lên múa chung với một vị giáo sư người Mỹ, múa cái bài mà Kìa con bướm vàng. Thật là cảm động, tại vì Ngọc Nhung đã chắc cũng phải cả 40 năm rồi không nghe được cái bài đó. Và hôm đó là bác gái đứng lên múa chung với các học trò Việt Nam và chung với một ông thầy Mỹ rất là trẻ. Và ông múa rồi ông làm những cái cử chỉ của cái bài Kìa con bướm vàng làm cho Ngọc Nhung rất là xúc động. Thì Ngọc Nhung xin hỏi ông là cái chương trình học ở trong đó thì ông thấy thế nào? Ông thấy là có giúp ích được cho cái anh văn của ông Lý không? Chương trình anh văn cho những người mới qua Mỹ rất cần thiết. Bởi vì khi qua Mỹ thì cần phải biết tiếng Mỹ để biết cái ngôn ngữ của họ, biết cái nền văn hóa của họ, cái cuộc sống của họ, để mình sống, để mình hòa mình với một quốc gia mới mà mình mới đến. Cho nên vấn đề học Anh văn mà được sự khuyến khích của chính phủ như vậy là một điều hiếm có. Nên chúng tôi cũng không phụ lòng nước Mỹ, cho nên chúng tôi đem hết sức cố gắng ra học để thành công. Dạ vâng. Dạ vâng, xin ông Lý cho khán thính giả của đài SBTN biết rằng là khi mà ông vô trường đó, ông xin được xin tiền để mà đi học đó, để chính phủ trợ giúp đó, thì ông có gặp cái trở ngại gì không? Và trường học có giúp ông một cách rất là hữu ích không? Thực ra khi vô trường học thì tất cả mọi việc như họ đã lo hết cho chúng tôi rồi. Chúng tôi không có lo một chút gì hết. Chúng tôi chỉ có bổn phận là đi học. Dạ. Mà không những đi học mà họ cũng bắt buộc
phải đi cho không được bỏ buổi học nào nữa, dạ. Trừ trường hợp có bệnh hoạn hay là bằng công việc. Đó là một sự chăm sóc quá chu đáo. Dạ vâng. Dạ vâng. Thế thì ông thấy cảm thấy là khi mà những cái chương trình của họ thì ông Lý thấy là nó có phù hợp với học sinh mới qua không? Tại vì Ngọc Nhung nghe nói là ông Lý mới qua chỉ có 6 tháng thôi, thì cái chương trình ông Lý thấy là nó phù hợp với ông. Trước khi ông vô học thì họ có đòi hỏi ông Lý phải làm một cái bài kiểm tra hoặc là cái gì đó để mà họ xếp lớp cho ông, hay là ông bắt đầu từ lớp 1, từ lớp sơ cấp? Khi vô lần đầu tiên thì nhà trường bắt chúng tôi phải trắc nghiệm qua mấy bài thi. Tôi không nhớ rõ hết, nhưng mà nhờ qua những bài thi đó người ta biết trình độ của một học viên mới để họ có thể xếp vào mình học lớp nào. Yeah. Cho nên khi họ xếp như vậy thì nó cũng đúng với cái trình độ của mình để mình học dễ dàng, chứ không có gì khó khăn hết. À, dạ vâng, vậy là cái chương trình của họ thì cũng không có gì mà khó khăn để mà theo. Vâng. Vậy là chắc là ông Lý rất là giỏi trong lớp phải không ạ? Vâng, dạ. Bài thi của chúng tôi thì excellen nhiều lắm. À, vâng, nhưng mà đều nói thì mình, dạ, mình vâng. Có dở. Coi như ngôn ngữ nghe nói cũng thì... có dở. Dạ, vâng. Vâng. Tại vì thưa ông mới qua đó cho nên mình còn phải mất một thời gian thì mới nghe được. Vâng. Với lại rồi còn nói thì mình còn nhát, mình chưa có dám nói. Vâng. Mình còn mắc cỡ, nhưng mà chắc là không bao lâu nữa thì là ông Lý sẽ thích. Rồi cái mục đích của tương lai của ông Lý sau khi mà học xong các cái lớp anh văn này, ông Lý có cái mục đích tương lai nào khác không? Có lẽ tôi phải học qua cái ngành răng giả, răng sứ. Vâng. Vâng. Dạ, vâng. Ở đó họ cũng khuyến khích chúng tôi học, mà họ cũng xin học bổng cho chúng tôi. Dạ. Nếu cái ngành này mà cho những người chừng 30 tuổi trở lên á, dạ, thì rất thích hợp, bởi vì sau khi họ ra trường họ có thể họ làm, họ sống với cái nghề này rất tốt. Còn riêng tôi tuổi lớn rồi cho nên không học để mà biết cho vui vậy thôi. Dạ vâng. Thưa quý khán thính giả của đài SBTN, ông Lý muốn nói đây là cái dental lab mà trường Columbia College có offer, thì ông Lý đang tính học là trong vòng 6 tháng, rồi sau đó sẽ chuyển vô học Dental Lab, là về ngành răng sứ giả. Vâng. Tiếng Việt của mình là răng sứ giả. Vâng. Dạ vâng. Thì ông thấy rằng sau khi học 6 tháng thì có thể là ông chuyển qua để mà học về ngành răng sứ giả chưa? Vâng. Dạ vâng. Tại vì ông đã từng làm ở Việt Nam bao nhiêu chục năm rồi phải không ạ? Vâng. Dạ vâng. Thế thì qua đây thì Ngọc Nhung cũng rất là cảm động và hy vọng rằng là ông Lý sẽ đạt tới cái hoài bão của mình. Mặc dù là qua đây trễ nhưng mà không bao giờ trễ cả. Tại vì tới tuổi nào cũng mình cũng có thể đi học được. Và ở cái xứ này họ không hề phân biệt tuổi tác. Mà nếu mà mình vẫn còn cái sức của mình thì mình vẫn đem ra mình giúp ích được cho tất cả mọi người, phải không ạ? Vâng. Dạ vâng. Dạ, thưa ông Lý, còn có điểm gì đặc biệt của trường mà ông muốn chia sẻ với khán thính giả không? Tôi thấy nhà trường, cái ban giáo sư của nhà trường họ rất trẻ và họ rất linh hoạt. Dạ. Và rất vui. Dạ. Trong buổi học thì đối xử với nhau thầy trò cũng như là bạn. Dạ, vâng. Cho nên họ khuyến khích những người trẻ, người lớn tuổi tìm cái niềm vui ở đó và học một cách rất dễ dàng. Dạ. Rất tốt. À vâng. Thế là ông Lý rất là phù hợp với cái cuộc sống ở bên Mỹ này, và cái cách mà đối xử với thầy và trò trong trường nó khác hẳn với cách của thầy trò ở bên Việt Nam phải không ạ? Vâng. Vâng. Nó hoàn toàn là thân thiện. Dạ vâng. Và đôi khi mình có cảm tưởng như là người trong gia đình hoàn toàn vậy. À, dạ vâng. Vâng. Như là rất là tốt. Vâng. Dạ vâng. Rồi Nhung, Ngọc Nhung cũng nghe nói là bác gái cũng đi học. Thì phần bác gái thì sao? Bác gái có theo nổi chương trình không? Nhà tôi thì bà cũng có một trình độ văn Anh ngữ ở nước nhà cũng tạm tạm. Cho nên qua đây bà cũng là một học viên giỏi của lớp. À vâng, dạ vâng. Thật là hân hạnh mà được biết hai vợ chồng của ông Lý. Thì tới ngày hôm nay xin rất cảm ơn ông Lý đã tới bổn đài để mà chia sẻ những cái
cái tâm sự về của một người mới qua một nước mới có 6 tháng mà đã bắt đầu cắp sách đi học để mà bắt đầu cho một cái tương lai mới cho chính mình. Thì xin ông Lý có những lời chào với khán thính giả của đài SBTN. Xin chào tất cả quý vị khán giả của đài SBTN. Và mong rằng quý vị nào mà có thắc mắc gì về vấn đề học vấn của trường Anh ngữ Columbus thì cứ mạnh dạn để đến đó học và quý vị sẽ thấy hài lòng. Dạ, xin cảm ơn ông Lý. Vâng. Dạ vâng, Ngọc Nhung xin kính chào quý khán giả đài SBTN và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui. Quý vị vừa theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Tường Vi xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.